Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Hãy Sống Khác. Trước tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi trong các clip thời gian vừa qua. Và nếu như thấy clip hay và ý nghĩa, quý vị vui lòng chia sẻ clip để có thể lan tỏa nhiều hơn những thông điệp này tới những người xung quanh quý vị nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. 4 đặc điểm của người càng sống càng có phúc. Thứ nhất, khuôn mặt hiền hậu. Những người trông mặt mày dữ tợn phần lớn đều có lòng dạ hẹp hòi, tính tình nóng nảy, thậm chí từ giữa hai hàng lông mày có thể cảm nhận được sự hung ác tiềm tàng. Người như thế dễ khiến người khác chán ghét, có cảm giác sợ, không dám gần gũi, khó gặp được may mắn. Ngược lại, cát nhân tự có thiên tướng. Một người lương thiện sẽ bộc lộ ra hết ở vẻ bề ngoài. Một người có phúc sẽ có một khuôn mặt hiền lành, thích làm việc thiện. Khuôn mặt của họ luôn toát ra sự lương thiện, tử tế. Người như thế sẽ khiến người khác cảm thấy yêu thích từ tận đáy lòng, chủ động làm thân. Sự may mắn tất nhiên cũng sẽ như hình với bóng. Tướng mạo của một người không phải là không bao giờ thay đổi. Ngược lại, tướng mạo sẽ thay đổi theo nội tâm của bạn. Vì vậy, bạn chỉ cần thường xuyên nhìn vào nội tâm của chính bản thân mình. Giữ được sự lương thiện và yên tĩnh, lâu dần sự nóng này sẽ được giảm bớt đi từng ngày. Cho đi tình yêu sẽ nhận lại tình yêu, cho đi hạnh phúc tất sẽ nhận được hạnh phúc, giống như ý nghĩa của câu thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo vậy. Thứ hai, khiêm tốn nhún nhường. Tục ngữ Trung Quốc có câu mộc tú vu lâm, phong tất thôi chi, lưu tất xuyền chi, hành cao vu nhân, chúng tất phi chi, nghĩa là những người có tài năng phẩm hạnh xuất chúng thường dễ bị người khác đố kỵ chỉ trích. Tự mãn sẽ dẫn đến thất bại, khiêm tốn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Khi một người biết khiêm tốn nhún nhường thì tấm lòng mới trở nên rộng lớn hơn, tài vận hanh thông và may mắn đến không ngừng. Còn những người thích thể hiện bản thân và thích chơi trội là tự mang lại cho mình những tai họa không đâu. Một người thông minh thật sự luôn biết khiêm tốn, nhún nhường, không đến thời khắc mấu chốt, nhất quyết không tùy tiện làm con chim đầu đàn. Con người sống trên đời vài chục năm, từ trước đến nay, điều khó thực hiện không phải là làm sao leo lên được đỉnh núi, mà là làm như thế nào để có thể duy trì được sự khiêm tốn. Bạn ngông cuồng tự đại, trong mắt không có người khác, kiêu ngạo tự mãn chỉ vì có một chút thành tích sẽ khiến người khác duy trì khoảng cách với bạn. Không có các mối quan hệ xã hội, không có quý nhân nâng đỡ. Vậy ý may mắn sẽ càng ngày càng rời xa bạn mà thôi. Lúa chín thường uốn cong mình, người thông minh thường cúi đầu. Một người thông minh may mắn thật sự sẽ không bao giờ có tính tình khoe khoang. Họ sẽ luôn khiêm tốn với mọi người xung quanh. Nếu biết khiêm tốn nhún nhường, bạn sẽ giữ lại được một trái tim bình dị. Đối xử tốt với mỗi con người, phúc báo sẽ càng ngày càng nồng hậu. Phúc họa không tự đến, chỉ có bản thân bạn tạo ra nó mà thôi. Một người có phúc, mặc dù tính cách khiêm tốn nhún nhường, nhưng chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng sức hấp dẫn toát ra từ nó. Những người như vậy sẽ được người khác chào đón mọi lúc mọi nơi, nhận được sự tôn trọng và khen ngợi của mọi người. Thứ ba, lạc quan và luôn luôn mỉm cười. Mọi người thường nói, những người thích cười thường sẽ gặp nhiều may mắn. Vì vậy, nếu bạn muốn gặp may mắn, thì bài học đầu tiên chính là học cách mỉm cười. Nếu nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, vậy thì nụ cười cũng có thể xem là mặt tiền của một con người. Hoàn cảnh thay đổi theo trái tim, nụ cười có thể nói là sản phẩm bảo dưỡng rẻ tiền nhất và cũng có hiệu quả nhất. Thái độ sống của những người luôn giữ nụ cười trên môi thường lạc quan, tích cực, may mắn sẽ luôn đồng hành cùng họ. Một người có nụ cười trên môi mỗi ngày nhất định là người tràn đầy niềm vui, mang lại cho người khác một loại cảm giác thoải mái, ấm áp, một cảm giác tích cực tràn trề sức sống, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều vui vẻ muốn làm thân. Vì vậy, dù có gặp phải những điều tồi tệ đến đâu, có lẽ đó cũng chỉ là một thử thách mà ông trời ban cho chúng ta.
Chỉ cần bạn không nản chí, ngã lòng, không tiêu cực, sa sút mà dùng trạng thái tâm lý tích cực, lạc quan đối diện với nó, nghĩ mọi cách để giải quyết nó, trong quá trình đó vẫn không quên mỉm cười, may mắn tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Thứ tư, hiếm khi cáu giận. Chuyện kể rằng có một vị sư thầy nổi tiếng yêu thích hoa lan, ông trồng được rất nhiều giống lan nổi tiếng và quý hiếm. Một ngày nọ, vị sư thầy muốn ra ngoài ngao du một thời gian. Trước khi đi, ông dặn dò và giao cho đồ đệ của mình nhiệm vụ phải chăm sóc thật tốt tất cả những cây hoa lan trong chùa. Kết quả, có một người đồ đệ trong lúc tưới hoa đã không cẩn thận làm đổ cả giàn hoa lan. Khi ấy, người đồ đệ vô cùng sợ hãi. Sau khi sư thầy trở về, người đồ đệ lập tức đến quỳ trước mặt sư phụ xin chịu phạt. Nào ngờ sư thầy chẳng những không tức giận, ngược lại còn an ủi người đệ tử kia. Ông nói, ta trồng những chậu lan kia mục đích không phải là để khiến bản thân tức giận. Bản lĩnh của một người thường sẽ tỷ lệ nghịch với tính cách của người đó. Cũng có thể nói, bản lĩnh càng lớn càng ít nổi giận. Ngược lại, người không có bản lĩnh thường rất dễ nổi giận. Vì khi một người trở nên nóng nảy hay tỏ ra phẫn nộ, suy cho cùng cũng chỉ vì bản thân cảm thấy quá bất lực đến nỗi không kìm nén được mà nổi giận. Trên đời này, con người phải biết tự nắm bắt lấy vận mệnh của bản thân, phải biết động não nhưng đừng động tâm. Bởi chỉ có động não mới có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nếu như động tâm chỉ có kết cục là bị dắt mũi bởi cảm xúc mà thôi. Không nên vì có được hay mất đi vật ngoài thân nào đó mà quá vui hay quá buồn. Muốn giữ vững sự bình tĩnh và yên ổn trong tâm thì một người phải học được cách thờ ơ, giữ thái độ được mất tùy duyên với mọi vật ngoài thân. Bởi vật gì thì cũng sẽ có lúc được mất, có sống, có chết. Ngay cả cuộc đời ta cũng chỉ có vài lần 10 năm, chớp mắt cũng sẽ trôi qua. Thế nên, hà tất khiến cho bản thân phải sống những ngày tháng chẳng vui vẻ. Một người càng dễ nóng giận, càng khó tìm ra điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề, giống như một con ruồi mất đầu hoàn toàn, mất đi phương hướng. Càng làm, càng khiến cho mọi việc rối tung lên. Chỉ khi khống chế được cảm xúc trong lòng ta mới có thể bình tĩnh phân tích và giải quyết được vấn đề. Cuộc sống nhờ đó mới có thể bình yên, tránh được sóng gió cuộc đời. Quý vị thân mến, cổ nhân giảng, tướng do tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo. Muốn là một người hạnh phúc, may mắn, có phúc khí, hãy bắt đầu từ cách cải biến tâm của mình, dưỡng thành 7 loại thói quen sau. Thứ nhất, đừng than phiền, oán trách. Một người thường xuyên than phiền, phàn nàn rằng cuộc sống không công bằng, ông trời không có mắt, sẽ cảm thấy sống vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi, phúc khí và may mắn cũng đều bay đi mất. Thứ hai, đừng ích kỷ. Một người khuyết thiếu tình yêu thương, quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mình thì sẽ khó có thể bao dung người khác. Một khi đã không thể bao dung người khác thì sẽ thường xuyên có mâu thuẫn, tranh cãi với những người xung quanh mình. Cơ hội và phúc khí cũng không ở lại bên người này. Ngược lại, một người luôn mang trong mình tình yêu thương thì có đủ độ rộng lượng và nhẫn nại trong các mối quan hệ như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Người như vậy, họ sẽ có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và ở họ luôn tỏa ra một sức hút hấp dẫn những người xung quanh mình. Những điều may mắn cũng đến với họ. Thứ ba, đừng quá so sánh với người khác. Trong xã hội phong phú vật chất này, có nhiều người thường tự cảm thấy cuộc sống của mình không tốt bằng của người khác. Họ luôn suy nghĩ và so sánh về chức vị, so sánh thu nhập, hoàn cảnh gia đình, rồi tự đau khổ vì ghen ghét đố kỵ. Suy cho cùng, so sánh như vậy để làm gì, khi mà cuộc sống thì vẫn là của người khác, còn người bị tổn hại lại chính là bản thân mình. Thứ tư, đừng ham muốn vật chất vô độ. Một người luôn theo đuổi những vật phẩm xa hoa, tiêu phí thoải mái, lòng tham không đáy, phải biết rằng dục vọng của con người giống như một vùng biển không thể lấp đầy. Người tham lam một khi đã chiếm được nhiều rồi thì cũng vẫn không cảm thấy thỏa mãn.
Một người có lòng tham vô độ như vậy sẽ vĩnh viễn không tìm được một cách sống thích hợp với bản thân, người thân, bạn bè, rồi cũng dần dần mà rời xa họ. Thứ năm, ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí. Cúi đầu không phải là hèn yếu, sợ sệt, mà là khoan dung, khiêm tốn. Người có thể ngẩng đầu là người dũng cảm, không dễ sợ hãi. Nhưng người có dũng khí cúi đầu lại là bậc đại trí giả ngốc. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự làm chủ được mình và sống được tự do, tự tại, chiêu mời được phúc khí. May mắn cũng sẽ đến.